Vùng này là vùng thoáng đãng, bước sóng cũng phải đến cả cây chứ không đùa đâu anh ạ. À, tôi còn biết toàn bộ khu vực này có bao nhiêu căn hộ và chủ sở hữu của các căn hộ này là ai. Nếu đồng chí có danh sách thì cho chúng tôi xin. Được, đồng chí đợi tôi một chút. Tay nghề lên đấy. Lâu lắm rồi không thấy anh ra sân. Bận ngập đầu, án nổ liên miên, thời gian đâu mà đi cơ chứ. Ồ, em nghĩ là cái vụ đó đóng máy rồi chứ. Hung thủ đã chết rồi thì còn việc gì phải làm. Không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Ồ, em chỉ nghĩ là người đã chết rồi thì còn việc gì phải điều tra. Chú không biết gì thật à? Dạ không, đơn giản em nghĩ đấy là vụ hình sự. Đúng là hình sự, nhưng mà quan trọng nhất là giao cho bên chú đấy. Thế ạ? Nhưng mà giao cho ai ạ? Và tại sao em không biết nhỉ? Lão Hà và thằng Triều. Có việc gì mà ma túy lại làm trọng án hình sự? Vào đi. Em chào anh. Có gì mà mặt như đưa đám vậy? Em vừa mới xuống khu biệt thự trên đồi ven sông. Tình hình thế nào? Em cho anh xem cái này này. Có gì đâu, truy ra được mấy số điện thoại lạ. Mà ở Hưng Hòa có thằng đứng sau vụ này đấy. Thế ạ? Nào, tiếp tục chứ. Anh ơi, chay này khó đấy. Kính anh ạ. Được. Điện thoại đối tượng ở Hưng Hòa nổi sóng ở khu vực này. Không thể nào tin được câu chuyện này. Cũng có thể là trùng toán nữa anh ạ. Tại vì bán kính cả khu vực đó lên đến 1000 mét. Còn có liên quan đến người của ta hay không, đến giờ thì em chưa dám khẳng định. Nhưng khả năng dính dáng có thể là cực thấp. Đúng vậy, không được võ đoán. Thông tin này rất nguy hại, liên quan đến nội bộ, cần phải thận trọng, có căn cứ chính xác mới được phát ngôn.